Xin chào mừng anh chị đã quay trở lại với Trung Thực Auto, một địa chỉ kinh doanh xe cũ gầm cao, uy tín, chất lượng tại khu vực Bình Dương và khu vực Hà Nội. Và ngày hôm nay, em Phát đang có mặt tại chi nhánh Bình Dương, tọa lạc tại địa chỉ 709 DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Để giới thiệu đến quý anh chị một mẫu xe MPV 5+2 mà đến từ nhà Toyota, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Đây là Toyota Rush đời 2021 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và tại thị trường Việt Nam thì Toyota Rush chỉ có một phiên bản duy nhất là phiên bản S số tự động này mà thôi. Rồi, mời anh chị tham quan một vòng quanh xe cùng với em Phát nha. Đó. Thiết kế Toyota Rush thì trông rất là cao ráo, sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Rất là khác biệt so với những chiếc xe cùng phân khúc như Xpander hay Kia Rondo. Đó, anh chị lưu ý nhé, đặc điểm là dẫn động cầu sau, Rush nhập Indonesia. Và hiện nay mẫu xe Rush này thì xe mới hãng không còn nhập về nữa anh chị nha, hãng không nhập về nữa. Chiếc xe mang nước sơn màu nâu nho, nhìn rất là phong thủy luôn. Anh chị nào mà thích cái màu này nè thì lên sở hữu ngay em này. Tại vì cái màu nho này rất là hiếm luôn nè. Đi ngoài đường thì anh chị thường là thấy màu đen, màu đỏ hay là màu trắng nhiều, đúng không anh chị? Nhưng mà màu nho này cực kỳ là hiếm luôn. Rồi, em Phát sẽ giới thiệu chi tiết mẫu xe này cho anh chị mình nhé. Thiết kế mặt ca lăng rất là liền lạc luôn, nhìn rất là hầm hố. Đèn pha là đèn full LED nè. Giải đèn pha này là đèn full LED anh chị nha. Xi nhan halogen và đèn gầm ở phía dưới đây cũng là đèn halogen. Về vấn đề sơn si giảm tút thì chắc chắn rồi, một cái xe đã qua sử dụng thì không thể nào mà không có sơn giảm được anh chị nha. Về đây thì nếu cái xe nó có xước xát thì Trung Thực Auto đã xì ba dọn dẹp và sơn lại cho anh chị mình rồi. Nếu mà có để xước xát thì khi mà anh chị mua thì cũng phải để bên em sơn lại, chắc chắn là một điều như vậy. Mâm phay hai màu, mâm R17 rất là cao ráo. Anh chị nhìn trên video có thể là không cảm nhận được, nhưng mà khi mà nhìn so sánh giữa chiếc xe này và Xpander hay là Kia Rondo, nhìn nó cao ráo hơn hẳn luôn anh chị nha. Và đặc biệt là hệ dẫn động cầu sau, động cơ VVT-i tiết kiệm nhiên liệu đến từ Toyota, dual VVT-i anh chị nha. Xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu, có gương gập điện luôn. Và một cái viền chrome chạy xung quanh các chiếc chân kính tạo điểm nhấn thêm cho chiếc xe. Chiếc xe này chủ xe cũng đã trang bị thêm vè mưa cho mình rồi. Đó, và cái chén cửa nè, để chống xước anh chị nha. Có khóa cảm biến luôn. Bước vào bên trong xe, cái tắp bi cửa này là màu kem zin nguyên bản nè. Còn cái phần này là chủ xe đã bọc da lại cho mình nè, da 5D. Nguyên bản ở trong đây là nỉ anh chị nha. Và từng cái phím bấm, từng cái tắp bi nè, còn rất là ok. Ghế cũng đã bọc da lại rồi. Đó, ghế bọc da, trần này cũng bọc da luôn. Tất nhiên là về kinh doanh xe cũ á, thì bên em không có tiêu chí chọn xe, chỉ cần đẹp chuẩn chỉ là được. Còn những cái đồ chơi mà chủ xe đã trang bị sẵn rồi thì bên em để luôn, không có thay đổi gì hết anh chị nha. Tùy theo anh chị có thích hay không thôi. Đó. Hàng ghế sau nè, tất cả đều được bọc da rồi. Và có điều hòa trần luôn nè. Đó, ngồi sau thì cực kỳ mát ha. Toyota thì nổi tiếng về dàn lạnh rồi. Mức tiêu hao nhiên liệu của Toyota Rush nè, chỉ có 7 lít 3 chạy điện hình kết hợp, 9 lít trong đô thị và 6 lít ngoài đô thị thôi. Rất là tiết kiệm rồi. Nhập Indo nguyên chiếc, mâm R17. Đó. Và tất cả những cái xe MPV mà anh chị thấy nè, Rush nó có một cái đường viền nhựa đen quanh xe, tạo cho chiếc xe thêm hầm hố, đúng không ạ? Về phía phần sau, đây, đèn hậu là một đèn LED, giải đèn LED nè, cực kỳ là nổi bật luôn. Đó, logo Toyota Rush phiên bản S là một phiên bản duy nhất tại thị trường Việt Nam. Hàng ghế sau, hàng ghế thứ ba này, đó, ngồi rất là thoải mái luôn và khoảng sáng trần cực kỳ là tốt nha. Khoảng sáng trần cực kỳ là tốt luôn. Anh chị ngồi rất là thoải mái. Nó không chật như là Rondo hay là Xpander. Rondo thì em không nói rồi, nhưng mà nó sẽ thoải mái hơn là ngồi Xpander anh chị nhé. Và hàng ghế này anh chị có thể tùy chọn gặp lại. Ồ, nó hơi cứng. Đây, tùy chọn gặp lại. Cái này ngửa được nè anh chị. Đó. Tùy chọn ngửa lên để đồ thêm ha. Về phần gầm đi, phần gầm. Gầm bệ thì chắc chắn rồi, không một mọt gì cả. Đó. Cua đây, dẫn động cầu sau. Rồi,
Rồi, và mọi chi tiết như em Phát nói thì là nguyên bản. Đây, tất cả những cái đinh bấm sườn xung quanh nè, đó, không có dấu hiệu chạy lại hay gò lại gì hết anh chị nha. Đó, cả hai bên đều như vậy. Và cái tiêu chí chọn xe của Trung Thực Auto là những cái keo chỉ này nè, keo chỉ cốp này nè, thường á, nếu mà có chạy lại thì cũng sẽ báo với anh chị nha, tại vì chỉ là cái phần ngoài thôi. Còn ví dụ ảnh hưởng đâm đụng thì nó sẽ vào tới xương hay là đinh bấm nè, đó gọi là đâm đụng. Rút S. Đó. À, nắp bình xăng sẽ nằm phía bên này anh chị nha. Nắp bình xăng sẽ nằm phía bên này. Do xe này nhập Indo. À, giống như xe Mỹ vậy đó. Chevrolet, Cruze đồ là bên phải hết. Keo chỉ nè, nguyên bản. Đó, ghế da đã lên hết rồi. Phải sáng trần cực kỳ là tốt luôn. Ngồi rộng rãi, thoải mái. Rồi. Rồi, mời anh chị lên tham quan khoang nội thất đi, em sẽ review chi tiết cho anh chị mình ha. Về Toyota thì chắc chắn rồi, option sẽ không có quá nhiều. Nhưng mà anh chị có thể quan sát đây cho em Phát nè. Màn hình nguyên bản, camera rear và hai mắt cảm biến sau đã trang bị sẵn rồi. Đó. Điều hòa cũng có điều hòa auto luôn. Đó, điều hòa auto. Điều hòa auto nha. Và đây là nút D Start-Stop nè. À, Toyota chỉ cần như vậy thôi là có khá là nhiều option rồi. Và chiếc xe này thì cũng có đèn pha auto nè. Đó, đèn pha auto. Odo hiện tại là 3 vạn hay còn gọi là 30.000 km anh chị nha. 30.000 km. Và vô lăng 3 chấu bọc da. Vô lăng 3 chấu bọc da ha. Đó, không có mòn gì hết nè. Đó, hai cái khóe vô lăng nè. Còn rất là mới ha. Rồi, ok. Vô lăng tích hợp. Đây em sẽ quay sơ khoang máy cho anh chị mình cùng xem. Rút 2021. Và đây là khoang động cơ của chiếc xe nhập từ Indonesia. Đó, khoang động cơ 1.5 và cái máy đặt dọc như thế này. Đó, không phải là máy đặt ngang ha. Máy này đặt dọc. Và một cái điểm đặc biệt của xe Toyota rất là dễ nhìn luôn, máy xăng Vios, Rút hay là Innova gì đó. Anh chị nhìn vào cái keo này nè, chứng tỏ là máy zin. Đây, cái keo này chứng tỏ là máy zin anh chị nha. Máy zin ốc nè, cực kỳ là sáng bóng luôn, không có một vết tháo mở nào. Và bình ắc quy của chiếc xe này sẽ đặt ở phía bên tay trái anh chị nha. Phía bên tay trái đó. Thường là những cái xe Việt Nam sẽ là nằm bên kia. Rút này là đặc biệt thì nó nằm bên này. Và capo, anh chị quan sát chú ý cho em nè. Capo mặt trong này là nó sẽ nhám nhám như thế này nè anh chị nha. Không có đồng màu với nước sơn bên ngoài đâu. Đó, capo mặt trong nó sẽ như thế này. Ốc capo này chưa tháo mở ha. Đó, zin nguyên bản hết. Và từng cái xương đầu chắc chắn rồi, không có tai nạn đâm đụng, không thể nào làm lại được, thì mới gọi là đúng tiêu chí và đúng cam kết của chất lượng của Trung Thực Auto. Rồi, em Phát vừa gửi đến quý anh chị một mẫu MVP 5+2 dẫn động cầu sau Toyota Rút S đời 2021 nhập Indonesia nguyên chiếc. Odo hiện tại là hơn 3 vạn và đang được Trung Thực Auto niêm yết với mức giá bán là 546 triệu đồng. Anh chị quan tâm mẫu xe này nhấc máy liên hệ ngay với số hotline của Trung Thực Auto 0975 79 2222 để được nhân viên sale bên em tư vấn chi tiết và cụ thể về mẫu xe này anh chị nhé. Cảm ơn chị đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.